anh em thấy không ạ? Chơi cờ phải có một chút may mắn nữa cơ. Top mấy rồi? Top 3 rồi, tuyệt vời. Đủ chỉ tiêu rồi, đây rồi. À không sao, máy hơi lag tí thôi. Đây rồi, từ đại sát thủ đây rồi anh em ơi. Vâng, con nào con đấy cũng to vãi cả linh hồn. Rồi, tứ đại sát thủ ra sân. Gặp thanh niên xạ thủ Đông Vũ. Xạ Đông. Natalia ơi, cào đi ông ơi. Cào nhanh cái ông ơi, sốt ruột quá à. Đúng rồi, sời, sời. Kính đấy, sời. Ừ, không sao anh em. Sời, sời, sời. Vâng, tứ đại sát thủ. Hey yo, what's up? Chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ. Sorry anh em, bởi vì ngày hôm nay thời tiết Hà Nội rất là nắng nóng, cho nên là Mỡ đang có 3-4 nốt nhiệt ở trong buồng cơ. Cho nên là đang hơi bị khó ăn khó nói một tí, nên là chắc là không gáy được nhưng thôi không sao. Ngày hôm nay Mỡ sẽ mang đến cho anh em một cái bộ cờ này có thể hiểu được theo cái câu nói giống như là Mỡ sẽ để ở đầu tiêu đề của video clip. Đó chính là tứ đại sát thủ anh em ạ. Nhắc đến tứ đại sát thủ là anh em biết là có những cái con cờ gì rồi đúng không? Đó chính là Karina, Natalia, Hanzo và Helcurt. Đấy. Thì về cơ bản bộ cờ tứ đại sát thủ cho nên là bộ cờ này chỉ có 4 con cờ mà thôi. Tức là bình thường một bàn cờ là có đến gần 10 con. Thì bây giờ là Mỡ coi như là chấp cờ luôn. Mỡ chỉ xài 4 con mà thôi. Và để 4 con cờ này nó mạnh nhất có thể thì Mỡ sẽ sử dụng cái con chỉ huy Thát. Vì cái điểm tài năng khi mà anh em đạt được đến cái cấp độ 8 ý, thì anh em sẽ có được cho mình đó là cái gì? Anh em sẽ có được cho mình đó chính là cái khả năng nhả cờ. Con Thát của chúng ta ở skill 3 nó sẽ khóa cửa hàng lại và nó sẽ nhả ba ngẫu nhiên 3 con cờ trên bàn cờ cho anh em. Đấy, vì thế cho nên là Mỡ sẽ sử dụng cái bộ cờ này anh em nhá. Đấy, nhưng mà trước tiên để mà tìm được cái bộ cờ tứ đại sát thủ thì anh em sẽ cần phải có cho mình cái gì? Anh em sẽ cần phải có cho mình đó là một cái bộ cờ cộng hưởng 6 bình thường để mà thủ đã. Bởi vì không thể nào có được 4 con cờ mà chúng ta cứ cắm mặt chúng ta lấy. Cái thứ nhất ý, là con Hanzo bây giờ nó chưa ra. Con Hanzo phải đến cấp 6, cấp 7 mới có tỷ lệ ra tướng màu tím, tướng đẳng cấp tím thì chúng ta mới lấy được. Và con Natalia thì nó là tướng 5 vàng. Anh em bây giờ có mà roll đến ngày mai nó cũng không ra Natalia vì Hanzo đâu. Nên là anh em cần phải build một cái bộ cờ chiêm tinh đã. Đấy, bộ cờ chiêm tinh sẽ là một cái bộ cờ gần nhất với cả bọn sát thủ. Bởi vì chiêm tinh là chúng ta đã có hai con sát thủ rồi, đó là Karina kèm theo đó là cái con Helcurt. Ok. Vậy thì ở giai đoạn đầu game Mỡ sẽ cố gắng build bộ cờ chiêm tinh cho nó khỏe. Và quan trọng nhất là Mỡ sẽ cố gắng đi tìm những cái con heo cớt để mà ở những cái round cuối Mỡ đỡ phải roll ra, nó đỡ phải gọi là ra con heo cớt. Anh em hiểu không ạ? Rồi. Bây giờ thì đó, bây giờ Mỡ đã hoàn thành được xong bộ sát thủ chiêm tinh. Bộ cờ rất đơn giản, đây là một cái bộ cờ có thể nói là rất bình thường nếu như không nói là nó hơi yếu một chút ở thời điểm hiện tại. Bởi vì theo như Mỡ nhớ không nhầm là cái bộ chiêm tinh này nó bị nớp sức mạnh rồi. Nó bị nớp đi cái khả năng hồi máu cũng như là cái khả năng dồn đam rồi. Cho nên là bộ này bây giờ nó không còn bá nữa. Đó. Và quan trọng nhất là rất ít người chơi cái bộ cờ này bởi vì là cái con Karina nó hơi khó ra. Không rõ có phải nó khó ra hay không, Mỡ nghĩ chắc là do tỷ lệ thôi chứ không phải là khó ra đâu. Nhưng mà Mỡ build hơi khó anh em ạ. Rồi, đây là cộng hưởng gì đây? Uầy, xe cộng nó cứ bắn tới tấp kinh vãi. Ui, căng quá nhở. Ồ, đủ đặc nhiệm, đủ kiếm khách. Đủ thêm cả hồi phục đến từ con Rafaela. Rồi, bây giờ Mỡ mất đi những cái lượng máu đầu tiên của Mỡ rồi. Và không sao, tầm này mất máu đi để tranh chấp hộ vận mệnh cũng ok la. Up slot đưa God vào, kích điểm kỷ nguyên. Đấy, Kari, Natalia cũng điểm kỷ nguyên anh em nhá. Đó, cho nên là cái bộ cờ này là Mỡ nghĩ là Mỡ có thể gọi là chơi được. Thật ra từ trước đây là Mỡ có làm video clip cho anh em về bộ cờ 4 con cờ Long Giáp đúng không? Long Giáp kiếm khách. Đấy, nhưng mà có một cái vấn đề đấy là bây giờ mình chưa làm thử tứ đại sát thủ như nào. Thì mình sẽ thử làm xem. Đấy, bộ Long Giáp thì khỏi nói rồi. Mỡ nghĩ là bộ Long Giáp bây giờ nó vẫn khỏe nếu anh em có thể build được thành công 4 con Long Giáp với cái điểm cộng hưởng kiếm khách. Đấy, chúng ta có Lancelot, chúng ta có Linh, chúng ta có cộng hưởng kiếm khách. Xong rồi thêm cái tinh khí kiếm khách nữa là chúng ta đủ 4 kiếm khách với cả có thể là 3 Long Giáp. Đấy, vì thế cho nên là bộ đấy cũng khỏe, nghe thôi là khỏe rồi. Bởi vì cái Long Giáp ở thời điểm hiện tại vẫn là một trong những cái cộng hưởng rất ngon khi mà nó giúp cho cái con cờ của em, anh em nó được bất tử 1 giây và kèm theo đó là hồi máu. Nó ngon hơn cộng hưởng chiến tinh rất là nhiều. Đấy, cho nên là về late game nếu như mà Mỡ phải sử dụng cái bộ cờ này để mà lấy con Karin, lấy Natalia thì nó sẽ hơi yếu một chút.
Đấy, lấy nata thì nó sẽ hơi yếu một chút anh em ạ. Rồi. Lấy gì đây? Mỡ đang ở vị trí thứ tư ở giữa cái sức bảng xếp hạng ở trong cái trận cờ này. Thôi mỡ sẽ lấy cái gậy. Mỡ sẽ lấy cái gậy anh em ạ. Thật ra nên lấy chiến dìu nhưng mà cầm gậy đánh cho nó nhanh, bởi vì chúng ta không biết được rằng ở giai đoạn đầu và giữa game chúng ta có thủ được hay không. Mà con Karina thì nó rất cần cái tốc độ tấn công. Chiến dìu cũng ngon, chiến dìu về lết bọn này nó chí mạng, nhưng mà mỡ cũng không rõ trận này mỡ có về lết được không anh em ạ. Như anh em có thể thấy là ở thời điểm này là ra Karina là tương đối khó này. Ở thời điểm này là mỡ sẽ cố gắng up lên cấp 6. Để mà chơi bộ cờ này thì anh em cố gắng up cờ lên anh em nhé. Cố gắng up lên cấp 6, cấp 7 để mà tỷ lệ ra Karina nó cao. Ở tầm cấp 1, 2, 3, 4, 5 này thì không nên roll, bởi vì roll nó cũng chả ra cái gì cả. Và cái tỷ lệ roll ra Karina rất là thấp. Cho nên là lời khuyên của mỡ đây là anh em đừng có roll gì cả. Tích lũy vàng để up slot. Rất may là mỡ đã có được cái bộ kỷ nguyên, cho nên là mỡ sẽ có thể tịnh tiến với cái lượng vàng của mỡ lên cao hơn một chút. Đây là bộ gì đây? Đây là bộ bí thuật. Bí thuật với con Leslie. Mỡ thua rồi. Bí thuật bây giờ mà có được kích được đủ bí thuật khỏe lắm. Bởi vì sau khi mà chúng ta hạ cũng đi được cờ bí thuật, nó còn biến thành clone của cái con cờ được cầm cái cuộn bí thuật cơ. Ở trong trận đấu này đó chính là Leslie, và mỡ lại tiếp tục mất máu rồi. 20 vàng, tiếp tục tích lũy vàng anh em nhé. Lấy Matit về. Không, mỡ đang tính đến việc không roll. Ui, bây giờ nhìn roll ngứa tay quá anh em ạ. Nhưng mà mỡ lại thôi, để đấy, không roll anh em ơi. Tiếp tục chúng ta chờ cờ thôi. Để mà chơi được cái bộ tứ đại sát thủ thì mỡ nghĩ là cái tinh khí nó cần phải ngon ngon một tí. Tinh khí chân tinh ban đầu cũng cần phải ngon, và tinh khí sát thủ cũng cần phải ngon. Đấy. Còn tinh khí sát thủ mà không ngon thì ít ra là phải có cái pha lê chân tinh để cho Natalia, anh em hiểu không? Rồi. Ê, bây giờ cái tốc biến rất là hay nhá. Mỡ chưa có gì mỡ cầm. Cái tốc biến bây giờ nó có tác dụng, đó là nó sẽ tốc biến ra thẳng tuyến sau, và kèm theo đó là nó sẽ được búp tốc đánh. Nó giống như là sự kết hợp giữa cái tốc biến và cái phần chấn vậy. Cái phần chấn là nó sẽ theo cái kiểu gọi là dồn đam liên tục. Còn cái tốc biến thì nó chỉ có tăng tốc độ tấn công trong khoảnh khắc thôi. Đấy, cho nên là mỡ nghĩ là mỡ lấy tốc biến về cơ bản là vẫn ok la. Nhưng mà hơi đen là cái round vừa xong mỡ cũng có tốc biến, mỡ chỉ có phần chấn, mỡ chỉ có thanh tẩy, mỡ chỉ có hồi máu thôi. Theo mọi người không nhầm mình như là vậy. Rồi, up slot nhá. Up luôn, cấp 6 này, bán đi. Tân sau có thể chúng ta lên cấp 7 luôn anh em ạ. Để mà cái tỷ lệ mà ra cái con Karina cũng như là ra những cái con như là Hanzo nó cao hơn. Bộ cờ này của mỡ ở thời điểm hiện tại máu vẫn không tệ. Máu của mỡ đang 67 máu, trong khi đó thì những ông khác 100 máu, 85 máu, 84, 83 khá là san sát nhau. Trong khi đó mỡ 75, 67 không chênh nhau quá nhiều. Chỉ có mỡ là bắt đầu chênh nhiều rồi. Còn từ ông 1, 2, 3, 4, 5 5 ông đầu bảng thì đang khá là san sát nhau. Chênh nhau có mấy máu mà thôi. Ra gì đây? Quyền trợ mùa đông giáp gai. Mỡ đang định tính lấy giáp gai, nhưng mà cái quyền trợ mùa đông nó ngon hơn, bởi vì nó chống sốc đam anh em. Nó chống sốc đam, với cả nó giúp chúng ta đổi target. Ui, tinh khí gió ngon này. Hợp lý chưa? Tinh khí gió này, nếu như mà anh em không thích chơi tứ đại sát thủ mà anh em build Karina sát thủ tinh khí gió chiêm tinh ấy, thì anh em ui ngon này, thì anh em có thể kéo được về cuối nhá. Cái bộ chiêm tinh sát thủ kỷ nguyên với late game cũng rất là khỏe luôn. Anh em có được quả tinh khí gió là anh em chơi ổn ở meta hiện tại, không thua kém bất kỳ một bộ nào cả. Và trong trận đấu này thì mỡ nhỡ hứa là mỡ sẽ chơi bộ tứ đại sát thủ rồi, cho nên là mỡ sẽ gọi là chơi như thế anh em nhá. Hơi đen ở thời điểm hiện tại khi mà Karina vẫn chỉ là Karina 1 mà thôi. Nhưng mà mỡ cảm giác là bây giờ tìm con Karina khó thật. Không hiểu sao nó cứ khó như nào ấy. Bởi vì bộ cờ chiêm tinh nó phụ thuộc vào Karina quá anh em ạ. Những cái con chiêm tinh còn lại thì nó không khỏe. Chỉ có riêng con Karina là nó khỏe, bởi vì nó có tốc đánh, nó có sát thương chuẩn đến từ cái ngọc sát thủ thôi. Đó. Nên là bây giờ mỡ đã... Ui! Cái gì đấy? Cái gì vừa làm mỡ đi cả mả máu đấy? Vãi ạ. Ăn được không nhỉ? Ăn được. Đấy anh em thấy không? Rất may là mỡ đã cầm cho mình đó là cái quyền trượng mùa đông, cho nên là Karina nó không bị sốc đam. Ăn rồi. Ngon. Đấy, con Karina nó có được cái tinh khí với cả 6 chiến tinh phát là khác bò hẳn. Mặc dù đây mới chỉ là Karina 1 thôi.
bắt đầu có những chiến thắng của tốp mỡ rồi. Trong khi đó thì thanh niên MVP Tonye kia vẫn cháy quá nhỉ. Vẫn 100 máu anh em ạ. Với những người chơi không bàn máu ở thời điểm hiện tại, 100 máu đang là rất ngon. Đây rồi, Karina đây rồi. Mỡ đang tìm kiếm. Ui, Karina đang có người lấy à? Một, tức là trên bàn cờ đang có ba ông Karina nữa. Làm gì có con Karina nào đâu nhỉ? Hiển thị này như nào ta? Hay là nó mua về xong nó bán nhỉ? Mỡ có thấy có đứa nào có Karina đâu? Trên hàng chờ cũng không có. Cái này nhiều khi nó đang hơi khó hiểu, mỡ không rõ lắm. Hoặc là bug, hoặc là hiển thị hay sao đó. Rồi, húp được em Karina free. Nhưng vừa lại bị copy đến từ thanh niên này. Cái bộ này, thanh niên này là bộ phù thủy trọng chú Hắc Thành. Một trong những cái bộ cờ mà có lẽ anh em đã quá là quen thuộc rồi đúng không? Đấy, nhưng mà nó có một cái skill mới rất là hay. Đấy chính là cái skill cú ném của Jawhead. Cứ khoảng tầm 5 giây nó lại ném một lần. Đấy, nó ném thì không có đam nhiều đâu, nhưng quan trọng nhất là mình rất là mất thời gian để mình đánh cái con này. Đấy, khó chịu nhở. Nhưng mà mỡ ăn được. Ui, nó cứ ném mỡ thế nhưng mà mỡ bất tử lên này. Đó, ok. Về lớp game thì mỡ không biết là tứ đại sát thủ của mỡ có ăn được bộ này không. Bởi vì là nếu như mỡ nhớ không nhầm ý, thì những cái đòn kết liễu của những cái bộ sát thủ ý, nó không có reset. Đấy, kiểu như là con Natalia mà vồ vào những cái đứa mà có Hắc Thành ý, nó không có reset anh em ạ. Mỡ nhớ không nhầm thì nó là như vậy. Thôi không sao, chúng ta chơi thử, chúng ta test thử xem. Bởi vì trước đây có rất nhiều những cái bộ cờ thú vị mà mỡ đạt top 4 mà mỡ có nghe lời chia sẻ của anh em rồi. Còn nếu như mà không được thì thôi, có như mỡ review cho anh em rằng là cái bộ cờ này là anh em không nên chơi, đúng không ạ? Nhưng mà hy vọng là được top 8. Hy vọng là đừng top 8, nên top 4. Top 4 là hợp lý. Quan trọng của lại trong top 4 thôi. Rồi, ok. Bộ này là bộ đặc nhiệm. Rồi thì kiếm khách. Đấy, đặc nhiệm kiếm khách. Chắc là lấy đặc nhiệm để tanh, giúp cho Lancelot anh ta có thể tích được cái mana nó nhanh hơn và tích được cái nội tại của bộ long giáp nhanh hơn. Đấy, anh em thấy không? Ông này chơi bộ này cũng hợp lý phết nhở. Chơi hợp lý phết đấy. Vẫn 100 máu. Ui, kinh quá nhở. Thanh niên Pucci với cả thanh niên mấy thanh niên top đầu ấy đánh gắt vãi. Đấy, đặc nhiệm long giáp, pháo thủ. Rồi cái gì đó tùng lung ta la tơ lửa ở đằng sau. Ok, ồ, có chiêm tinh kìa. Được nhờ. Không ai chơi chiêm tinh cả, vì thế nên cái viên này là của mỡ. Đây rồi, đôi giày. Ok, và như vậy là mỡ có thể vứt được một cái con chiêm tinh ra để nhét thêm một cái con cờ vào. Sắp đến tơ mà chúng ta sẽ phải bán hết cờ đi rồi anh em ạ. Nhưng mà mỡ sẽ liệu cơm gắp mắm để mà mỡ bán cho chuẩn nhá, để đỡ bị toang. Cấp 7. Có Hanzo lấy vào rồi. Cho Hanzo thay vào Irithel, bán Irithel đi. Vẫn 6 chiêm tinh, heo cớt lấy vào. Ui, 1% Zanata. Úi dồi ôi, game này, game hệ thống lại bảo là top mỡ không bao giờ có thể gọi là top 8 được đâu anh em ơi. Đây rồi, bán đi nha. Tạm thời là thế anh em ạ. Bởi vì lát nữa chúng ta cũng đâu có lấy tinh khí kỷ nguyên đâu. Lát nữa chúng ta lấy tinh khí sát thủ để cho tụi sát thủ đang có mà. Tôi cảm thấy gọi là hôm nay cũng khá là đỏ đấy anh em ạ. Không tệ đâu. Được đấy. Đỏ đấy anh em ạ. 1% mà ra Natalia rất đỏ đấy. Anh em có nhớ cái đợt mà cách đây ít hôm mỡ chơi mà mỡ chơi chán chê mà lên tận cấp 9 mà không ra Natal. 1% ra Natal là đỏ rồi. Bây giờ Karina nó đang Karina 1 nhưng mà nó vẫn đang cánh đi tìm được. Trời ơi đấy. 20 máu, 21 máu va vào mặt của thanh niên Châu. Trời ơi. Cơ toàn học sinh tiểu học thôi nhưng về cơ bản vẫn đang là chơi được. Tôi có được chiến thắng đầu tiên của mình rồi. Trong khi đó thì thanh niên top 1 top 2 đấm nhau kìa anh em kìa. Thằng Pucci với cả thằng MVP Tony Fair. Ui, thằng Pucci kia đánh có vẻ gắt. Cách để trị bộ Hắc Thành thì nó có bộ Long Giáp. Long Giáp là auto trị Hắc Thành luôn. Đấy. Tần sau mới sẽ up nhỉ, hay up luôn. Up luôn đi. Roll đi, Karina ngon. Không, không lấy Matip. Cho này vào. Hay dùng ulti luôn nhỉ? À dùng ulti, dùng skill bar con thát luôn. Ok. Quên mất anh em. Ui máy thế. Quên mất anh em ạ. Đấy ra là mỡ phải bán con Jawhead đi để nó không có tỷ lệ ra vào con Jawhead. À Jawhead nhưng mà thôi không sao. không sao anh em ạ. Đấy, anh em thấy không? Bây giờ chiêm tinh nó hút máu ít lắm. Nó vẫn có hút máu có tí à. Đam cũng không nhiều. Rồi bây giờ là mỡ xong được bộ chiêm tinh sát thủ.
Đấy, bây giờ Carina 2 là nó giúp mỡ đét thoải mái. Và quan trọng nhất là Carina của mỡ là tinh khí gió, cho nên nó đánh nhanh lắm. Mà bọn sát thủ cần nhất tốc đánh mà anh em. Đánh càng nhanh thì theo như mỡ hình dung là tỷ lệ kích được cái nội tại sát thủ là càng nhiều. Đấy, đấy, tôi mỡ comeback rồi anh em ơi. Bộ này được đấy. Ở đến thời điểm hiện tại là được, nhưng về late game thì hên xui, bởi vì về late game mỡ sẽ phải bán hết cờ đi để mà chỉ để lại mỡ đi, chỉ để lại 4 con sát thủ thôi. Đấy, vấn đề nó là như thế. Bây giờ đang khỏe là bởi vì Carina nó có chiêm tinh với cả nó có cả sát thủ. Rồi. Nó ra 3 con linh tinh, bán nhá, bán nhá, bán đi anh em ơi. Có khi mỡ sẽ bán nốt Matip với cả bán nốt Ba Đang anh em ạ. Tầm này bán đi là được rồi. Đép được rồi, đép được rồi. Để cho cờ nó chỉ ra vào Carina, cho ra vào Natalia với cả ra vào con Hanzo thôi. Từ từ để mỡ xem nhá. Bây giờ mà bán đi thì mỡ sẽ round sau khả năng cao là mỡ sẽ thua. Mỡ tính. Bán đi. Bán đi anh em ạ. Bán đi. Thật ra anh em nào mà liều hơn và máu nhiều hơn ý, thì có thể bán hết đi để mà lấy tiền bán đi từ những cái con cờ này để mà anh em roll. Nhưng mà thì mỡ lại không dám làm như thế, bởi vì là mỡ máu mỡ không đủ nhiều. Cảm giác bán đi hơi toang. Hai cái gươm tuyệt vọng à. Lấy một cái này, lấy hai cái này. Lấy gươm tuyệt vọng với cả cái pha lê nhân bản, thiết bị nhân bản. Rồi ok. Giờ hy vọng là cái tỷ lệ nó ra con Natalia và con Hanzo sẽ cao hơn một chút. Hy vọng đừng ra Ba Đang. Từ từ lấy sát thủ. Bình thường. Cái tinh khí này bình thường không ngon lắm anh em ạ. Nhưng mà thôi không sao. Tinh khí sát thủ để cho con bán nốt này. Tinh khí sát thủ để cho con Natalia. Đó. Ok. Và sau này là mợ sẽ nhân luôn con mợ sẽ tí mợ sẽ nhân con Natalia. Rồi thôi không sao, tạm tạm rồi. Đưa cho nó cầm cái gậy phần trấn này. Rồi, tứ đại sát thủ xong rồi anh em. Helcurt, Natalia, Hanzo và Carina. Đấy, các ông thấy chưa? Bây giờ nó như này thôi, nhưng mà tí nữa khi mà chúng ta lên 3 chỉ còn 4 con thôi. Cái con thát này ngày xưa là anh em có thể tạo ra thích bao nhiêu con cũng được, nhưng mà Muntun có một cái chỉnh sửa đến từ con thát, đó chính là những cái con cờ nào mà đã 3 sao rồi thì nó sẽ không cho ra cờ nữa. Đấy, anh em hiểu không? Đấy, Muntun lại sửa như thế cơ. Cho nên là mỡ cũng thôi, có gì sai nấy. Thử xem nào, Nata. Đấy, đấy. Cáo bắt đầu ok la đấy, nhưng mà cái con này cứng quá anh em ạ. Khiếp, nó gồng skill liên tục kìa. Ui, không ăn thua. 22 máu, tôi vẫn đang cháy. Tôi vẫn đang cháy cùng với cái thanh niên Pupuchi kìa. Ôi, nhưng mà Pupuchi kia thì hết cháy mất rồi. Bắt đầu có những cái tình huống mà ở thời điểm hiện tại là tạo ra được cục diện về cái việc đốt máu khi mà liên tục là những cái pha 20+ máu vào mặt của kẻ địch. Rồi, thanh niên MVP Tony Faye kia cũng đang thua. Rồi. Chưa có nào lên à? Đủ. Carina một con nữa. Natalia phải có 5 con nữa. Hanzo thì sẽ cần 6 con nữa. Đó, rồi không sao không sao. Lát nữa chúng ta mà lên được con Carina thì cái việc tìm được Hanzo với cả con Natalia thì cũng nhanh thôi, không lâu. Tầm này thì tôi nghĩ là cái bộ này nó sẽ sợ bộ phù thủy Hắc Thành. Bây giờ ở thời điểm hiện tại thì đang sợ, không biết về late game khi đủ 4 con 3 sao từ đại sát thủ thì có sợ không. Bởi vì tụi nó có khống chế anh em ạ, với cả tụi nó đông. Con Natalia nó không dứt điểm được. Đây bộ gì đây? Đây là bộ... Ôi ôi! Final! Ôi dồi ôi! Ui, Kagura bí thuật mà nó lại cầm cái con bò tăng đam cho đồ. Mọ hỏi sao bột đẩy Natalia tôi bay màu bố rồi. Thôi! Vãi hò! Vãi đạn thật! Không sao anh em ạ. Đấy rồi. Carina 3. Hanzo cho vào. Đổi vị trí. Hay bây giờ tôi cường hóa cho con Carina anh em nhỉ? Bởi vì Carina nó 3 mà. Carina 14.000 máu, Natalia 10.000 máu. Nhưng mà đam Natalia to hơn. Thôi, cứ để cho con Carina anh em nhé. Carina bây giờ nó đang khỏe, nó đang 3 sao thì để nó gánh team. Còn lát nữa chúng ta lên được Natalia 3, chúng ta sẽ để Natalia chơi. Nhưng mà tôi có cảm giác bộ này không top 1 được, bởi vì bộ tứ đại sát thủ này nó vẫn thiếu nhiều điều kiện để chiến thắng quá. Bộ này chỉ có đam thôi.
Còn khả năng chống chịu kiểu khống chế choáng trước các thứ các kiểu thì bộ này không có. Em thấy không? Tầm này Natalia cào không cào được này. Con Hanzo, con Lancelot khỏe quá. Tôi đánh được ông ta? Không đánh được rồi. Chưa đánh được anh em ạ. Ui dồi ôi, con Lancelot kìa. Khỏe thế. Karina 3 không ăn được Lancelot 3 anh em ạ. Bởi vì căn bản là cờ của nó có tinh khí long giáp 6 rồi. Còn mình thì mình không có chiêm tinh. Mình chiêm tinh 6 chắc là mình ăn được. Nhưng mà mình vứt đi rồi. Không sao anh em ạ, vẫn còn 19 máu tôi vẫn chơi được. Đấy, không top 8 là may rồi các ông ạ. Rồi lấy gì đây? Liên tiếp hạ gục mục tiêu. Bây giờ cần đồ thôi nhá. Chứ còn bây giờ cờ thì tôi cũng chả cần lấy làm gì cả. Tăng sức chữa cũng chả làm gì. Lấy cái này. Cứ gươm tuyệt vọng mà đắp vào. Ôi, tên này ra hai con Nata với cả một con Linh luôn anh em ạ. Nếu như tên này mà là tứ đại long giáp thì chắc win. Ui rồi. Vãi nồi, thế là chưa có Natalia anh em ạ. Sao lại thế? Game yêu Hanzo à? Thế là phải tên sau. Ui, tôi không biết tôi có lên được kịp tứ đại sát thủ không các ông ạ. Vãi hò. Nata 10.000 máu nhưng mà một đáp ô vẫn bay màu. Quá ghê gớm. Thôi tầm này búp lại cho Nata thôi anh em ạ. Karina không ăn thua. Búp lại cho Nata. Tí chờ con Natalia 3. Không đánh được. Ôi. Ê, cái Monila bây giờ ngon lắm anh em ạ. Monila nó hack được liên tục cơ. Karina đâu rồi? Đây, à quên mất Natalia đâu rồi? Đây, Natalia vẫn đây. Ở kìa, đang cào thì lại hết cào. Đây. Đấy. Đấy. Ổn nha, ổn. Chơi được. Tôi vẫn ở vị trí an toàn. Không an toàn lắm. Chắc thua một tớ chắc thua luôn. Rồi top mấy đây? 1, 2, 3, 4, 5, top 5 rồi. 1 round nữa là đủ chỉ tiêu. Đấy rồi. Úi dồi ôi, mấy Hanzo 3 các ông ạ. Natalia chưa đủ. À quên mất, chưa đủ. Nhưng mà tôi mới hoàn thành xong tam đại sát thủ rồi. Tôi còn một con Natalia thôi. Tên sau là tôi sẽ có tứ đại sát thủ. Nhưng vấn đề là tên sau tôi có sống được không thì cái đấy là cái câu chuyện tên sau tính anh em ạ. À đủ. Hanzo thật ra nó mà có cái kỹ năng dùng ulti mà hạ gục đi được kẻ địch mà nó reset thì tôi sẽ cho ngay con Hanzo. Mà Hanzo thì nó lại nuốt xong rồi nó lại phải đánh lại từ đầu. Ơ, rất là buồn cười nhá. Con Hanzo thì lại skin mặc định, trong khi đó con Helcurt, con Natalia với cả con Karina thì lại skin xịn. Game rất là buồn cười, anh em thấy không? Ui sổi ơi! Con Linh không ơi! Phải nổi ạ. Ôi tôi có sống được qua con trăng này không anh em? Ui, con Karina đánh khéo quá. Ôi con Natalia đánh khéo quá, nó lách một cái là nó thoát rồi, may quá. Ui dồi ôi, tôi vẫn sống hay. Anh em thấy không ạ? Chơi cờ phải có một chút may mắn nữa cơ. Top mấy rồi? Top 3 rồi, tuyệt vời. Đủ chỉ tiêu rồi, đấy rồi. À không sao, máy hơi lag tí thôi. Đấy rồi, tứ đại sát thủ đây rồi anh em ơi. Vâng, con nào con đấy cũng to vãi cả linh hồn. Để gọn ra nhá, tách ra. Rồi, tứ đại sát thủ anh em ạ. Xời, giống kiểu bốn anh em siêu nhân vãi nổi. Nghĩa tôi không biết là cờ này có win không. Ơ, à, thằng ấy đi rồi. Thằng Linh ngỏ mối. Á đù. Chỉ còn lại Hắc Thành với cả xạ thủ thôi. Rồi, cạnh tranh top 1. Tôi không biết tôi có thắng được không nhưng mà thôi đến đây là thắng rồi. Top 3 là win rồi. Mong chờ gì nữa. Đến bây giờ là cái con chỉ huy thát là nó hết sức rồi. Úi dồi ôi, anh em thấy chưa? Tứ đại sát thủ khai màn đấy. Đấy, thiết bị nhân bản để thử xem có nhân được ai thêm ai không. Cầm móng vuốt để tí tôi thử vứt con Natalia vào xem nó có nhân không nhá. Tôi vứt thêm con Natalia vào nữa. Đấy rồi. Anh em thấy không, nó không nhân nữa. À, mình sẽ nhân con Natalia này. Đó. Vứt vào xong tên sau thử xem nó có nhân không nhá. Nhưng mà hình như không nhân nữa không. Rồi. Bộ này là mạnh hết nước chấm rồi. Bây giờ muốn mạnh hơn thì chỉ có thể là tinh khí thôi. Đấy, nhưng mà bộ này thời điểm hiện tại là nó mạnh hết nước chấm luôn rồi anh em ạ. Nó không thể mạnh hơn được. Đồ thì cũng khá ngon, toàn đồ đam. Phải đối đầu với 6 sát thủ, 6 đông vũ với cả 6 phù thủy, trọng chú Hắc Thành đồ các thứ các kiểu. Người ta thì cộng hưởng 6, còn mình thì cộng hưởng 4. Để xem nào.
Rồi, tứ đại sát thủ ra sân. Gặp thanh niên xạ thủ Đông Vũ. Xạ Đông. Natalia ơi, cào đi ông ơi. Cào nhanh cái ông ơi, sốt ruột quá à. Đúng rồi. Sời, sời. Kính đấy, sời. Ừ, không sao anh em. Sời, sời, sời. Vâng, tứ đại sát thủ. Đấy là còn 3 chiêm tinh nhá. 6 chiêm tinh là kinh lắm. Đấy rồi. Sời ơi. Rồi, top 2. Quá là thành công rồi anh em ạ. Ồ, nó không nhả nữa, nó không nhả nữa. Rồi, như vậy là chịu rồi. Rồi, bây giờ thì còn gì chơi đấy thôi anh em nhá. Bộ này tôi nghĩ chắc tôi không ăn được. Tôi nghĩ là thế. Bởi vì là theo như tôi nhớ không nhầm thì con Natalia nếu như nó cào bọn Hắc Thành ý, mà bọn Hắc Thành nó đủ cộng hưởng Hắc Thành ý, thì nó sẽ không reset được cái ulti của nó. Mà nếu đã không reset thì là thua. Đấy, tôi không biết như nào cả. Chúng ta hãy chờ xem. Vâng, tứ đại sát thủ. Để xem bộ tứ này sẽ làm được gì đây. Ra sân nào, tứ đại sát thủ. Let's go. Rồi, chiếm bọn nó anh em ơi. Thua trong vinh quang, thắng trong gọi là vinh quang nốt. Úi dồi ôi, bọn nó có hai cái Monila anh em ạ. Vãi. Trời, nó làm chậm cái sức mạnh của tôi đi bao nhiêu anh em ạ. Rồi, tứ đại sát thủ đâu rồi. Không, không reset anh em ạ. Không, không reset rồi, không reset rồi. Úi dồi ôi, Natalia bị hấp diêm kìa. Cao cái. Đấy, đấy nó không reset. Thôi thế chịu rồi. Thua, 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 thua. Ôi thua này chịu rồi. Nó phải reset cơ thì mới thắng được. Như vậy là top 2 rồi anh em ạ. Nhưng mà thôi top 2 thì cũng vinh quang đấy anh em ơi. Đòi hỏi gì nữa đúng không ạ? Vâng, và đây là bộ cờ mà Mỡ chia sẻ với anh em. Sau khi mà tổng hợp lại thì Mỡ đánh giá là cái bộ này nó không phải là quá mạnh ở thời điểm hiện tại. Nó cũng thuộc dạng tầm trung thôi. Nếu như mà anh em lên được đủ 4 thì nó cũng thuộc gọi là bộ cờ mạnh. Nhưng nếu như mà so sánh với những cái bộ cờ khác thì nó đang đánh không đánh được. Bởi vì nó hơi nhiều khống chế mà bộ cờ này không né được. Phải có tinh khí ngon. Và bộ này nó sẽ thua bộ long giáp khá là nhiều. Bởi vì bộ long giáp thì nó lại có bất tử. Đấy, nhưng mà đó là cái quan điểm của cá nhân Mỡ. Theo anh em thì cái bộ cờ này như thế nào? Đừng quên để lại cho Mỡ một like, đăng ký kênh. Và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video clip sau của Mỡ nha. Peace.